À, cầm cầm chân. Ô, tí nữa để cho bác Hà cầm chân. Cắt cánh. Cắt cánh chứ. Cổ ông xăm được. Nước 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 này là pha bao nhiêu anh? Hả? Tỷ lệ bao nhiêu? Cứ đúng là có một mắm thì hai nước. Ba nước sao? Hai. Một hai đúng không? Ừ. Khó nhỉ, cầm lấy đầu cánh nó vất phát nó vào đấy luôn. Nó to quá. Ôi giời. Được tiệt nha. Cái này ra cắt thì cắt theo không thì mình chế đỏ. Chết chứ chết thì để hình như nó ra gì nhỉ? Cắt vào phổi nào? Không không, nó càng vậy đấy. Phổi. Chết đấy. Ê. Bắt được tiệt rồi. Thôi được rồi. Tôi quên đi bắt con à? Có lấy đâu mà. Không lấy tiền nữa, bỏ lại. Rồi. Để cắt xong rồi đây này. Chết. Sao phải đánh cá chứ cái bơi đuối đi nữa. Okay. Mãi đi nhậu quá, hôm qua nãy nhậu. Hôm qua đánh hay mà. Hai tăng gạt cái bọt nó đi này. Tiết này không mà đánh bao nhiêu tô cũng được. Không đánh vào bát đấy, bắt con được, tô bắt con được, không đánh mẹ bắt con được, bắt con được nhà là con. Ờ, không có cái lá thơm rồi nhỉ? Có chứ, con lá mùi với ở cái bọc lá trường này. Đấy luôn đấy bố. Có, cho vào đây bánh ngon. Cái canh nó mổ nhất. Có đây, mấy cái như này. Mẹ đang nạp cái này cái... Ăn vừa nhưng mà ở nạp cái này, bây giờ kiểu nó cầm nó. Nạp cái này.
chờ chút. Ký bảng hoạt thống à? Đây. Ê, nhiều vụ nóng rồi. Ê, là này vào cân đầu viên cân có cần 7 kg là cân 10 tấn, nó giặt ra 10 tấn. Lần sau cân được 15 tấn. Mẹ có điện rồi bật lên. Ơ gì sáng mà. Đấy. Bóng này là cái sáng này này. Chặt dần đấy. Đấy. Không có ba chỉ, bà ấy phải mua ấy quá, nặng quá. Đây, trước nó phải có ba chỉ nó mới ngon. Đánh bát nữ thì kiểu không vậy nhỉ? Đúng rồi, lấy thêm bát nữa rồi. Đây rồi. Bốn bát à? Bạn đây. Viên này mình bông. Đây là con nhóc à? Đây mua ở đâu? Mua cái hàng ta tưởng người ta phóng ra hết rồi nó về. Bốn bát. Tiết thì mình không. Rồi mang tiết đây mà. Nước này là nước trắng thôi đúng không? Nước đấy. Nước trắng cho tí mì chính rồi đúng không? Mì chính nước sôi để nguội đấy, không đánh kia. Nước sôi để nguội. Không phải nước lạnh. Phản ngàn rồi. Thế ít xà lanh không? Không ấy chứ kìa. Giấy ấy. Giấy mà. Giấy vào thì mà ấy ngay. Chơi giấy. Giấy như giấy nữa. Trong tủ nó mới lạnh. Hít nước. Chỉ có kiểu này là nhanh nhất. Đấy. Sử dụng cho bác mấy cái giấy bác bỏ ấy. Đấy, mấy cái giấy ăn ấy. Đi đủ hơn. Đấy, sao tay vào đấy, khách có nhìn thấy không? À. Mỗi mình quê mỗi khác mà anh, như clip gọi cá thì nhiều ông cũng bảo là này kia kệ thôi, mỗi quê mỗi khác thì nói chung là mình quê làm đang quay clip kệ tham này nữa thế. Xong rồi ông thì chê là này giấy của máy bay ở ngoài Việt Nam hiện nay đi đâu vậy. Mất cả tiết rồi. Mất cả tiết rồi. Thừa tiết đây này. Bây giờ là cái món này thế này. Món này thừa tiết hẳn rồi. Nhưng mà anh chia ra tiết đi. Không thì lại đổ mùi được mùi này. Đổ vào thì nó lại đấy. Đổ hết. Mùi hưởng kìa. Nó lên cho mùi. Chim đồng. 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 Chim
Đó, cháu cháu quay cho nó vui xem là Việt Nam nó gì vậy. À, ông người ông vậy nạp được hết, ông nạp là ông có không biết nạp. Không. Đàn chẳng biết đàn không? Đàn không có học được đâu. Anh cũng là vừa anh đàn vào, anh Thảo ra khoảng 5 giấc là chào, cũng là tôi rồi. Bắt đàn rồi, tí rồi Thảo ra. Thừa thiết không? Đó. Chẳng phải thôi nhỉ? Cái một rắc nạp à? Chưa. Rắc chưa? Để đi em rắc cho. Đang chia đều vừa đấy. Ừ, chia hết ra được. Còn cái cốc thì nó đông. Ông có đi đang thì ông chỉ cần là vào mê thôi. Được rồi, mê các chỉ. Đấy vào đi vào không đông mất. Đó. Ông tuấn thì cứng thôi. Ông vào mê phải một ngày cũng mà phải ăn. Chúng là quá rồi dạo tiếp nhỉ. Thôi rồi nhỉ. Còn nhà cũng còn cháy, nhà thì chưa nhận gì vậy. Sợ nó mát này. Thì nó đỏ vậy, ăn thế. Thôi mắm nào nó đỏ vậy. Cái kia nó còn tha bố hãng nó đỏ, còn hãng nó không ngấy vậy. Nó thả bằng chanh gì? Chầu cũng mắm mà chầu cắt cái gì. Đấy. À, trái tí gan thì chống đúng không ạ? Không, cứ anh cứ bỏ ra ngoài thì em thôi. Anh cứ thái gan trước đi. Bay mày cứ thành công rồi, bay 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 Dạ. Cái này hết đi. Hết đó. Vâng, cái này hết đi. Không ạ, ở quê con này thì là rất ở trên thôi, không ở địa phương khác thì là người ta cho đồ phộng mình chung luôn. Phải lấy ít là thơm cái lá hung chó ấy. Ừ, rồi đây. Đấy, hung xoăn đấy. Đó. Cho lên đây. Cái đá anh vẫn muốn mà đào cuối vào máy đâu rồi, tay đâu có đào. Cái đất đá. Ơ, anh ơi, như cái này chị Hà bảo Thái ra làm gì nè? Quá đông luôn.
đúng chắc luôn. Cái này mà ít người úp bát được luôn. Nhà cháu thì cứ để chơi chi hay là mà làm cũng có, mà có mà ngã cũng coi làm đấy. Bắt chanh đi. Không cần thần bát nhìn đi đâu rồi. Ờ xong lấy cái thìa mà. Đấy bật một khúc cho nó có đồng rồi. Ôi giời ơi. Đâu. Chơi luôn. Ngon.